Hello anh chị và cô chú. Hôm nay em còn một ít tắc chua trong vườn. Em quay phim cho cô chị anh chú xem. Nếu anh chị cô chú mà thích loại tắc chua này thì nhắn tin cho em ha. Cây tắc thì cao tầm khoảng 3 cho đến 4 feet, có nhiều cây thì nó lùn hơn một chút xíu, nhưng mà tất cả đều xum xuê nhánh như vậy. Đó. Đây là trái nè. Có nhiều cây có trái thì nó sẽ lùn hơn một chút xíu nha. Đây. Đây là trái tắc chua nha. Rất là thơm và mọng nước luôn. Cực kỳ thơm. Ê rằng tán nhánh rất là nhiều ha. Để em rễ thì mấy cái loại này thì tất cả rễ đã phun chậu hết rồi, phải thay chậu rồi nhưng mà không có thời gian thay. Đó, tất cả rễ phun chậu hết nha, chứ không phải là loại mới chiết ha. Đó, cái này là loại này là loại lùn và nó không có gai nha, nó không có gai, loại lùn không gai. Tắc chua Việt Nam mình, nếu mà anh chị cô chú mà thích thì nhắn tin cho em nha. Đây, cây cao tầm khoảng 3 tới 4 feet, có một số cây thì chỉ tầm khoảng 2 feet thôi, tại vì có một nhánh nó vượt cao quá nè. Nhưng mà những cây lùn lùn thì nó có trái, có nhiều cây thì nó đang có bông như vậy nè. Tắc này thì chịu lạnh lắm, chịu được tầm khoảng 20 độ luôn nếu mà để ở ngoài trời. Còn nếu như mà lạnh quá thì mình có thể đem vô trong nhà, mình để trong nhà nó vẫn lên bình thường nha. Có nhiều cây thì nó có trái nè mà nó lùn hơn, không có bị sâu, không có bị bệnh cuốn lá đó, không có gai. Một chậu như vậy là 30 đồng, 3 đến 4 feet xum xuê như vậy 30 đồng một chậu ha. Nếu mà anh chị cô chú mà thích thì nhắn tin giùm em nha. Thank you, 30 đồng một chậu nha. Thank you anh chị cô chú rất là nhiều.